Đây cũng là một trong những hoạt động mở đầu chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Jeremy Brown từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 năm 2012, đánh dấu các hoạt động hướng tới Thế vận hội Olympic Paralympic London 2012. Trong buổi gặp gỡ tại lớp học ngoại ngữ dành cho các vận động viên Paralympic Việt Nam, Thứ trưởng Jeremy Brown đã có buổi giao lưu thân mật với các thành viên của đội tuyển và các em học sinh tại Trung tâm Hội đồng Anh thành phố Hồ Chí Minh ngoài những hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư ông brown cho biết ông thực sự ấn tượng với sự năng động và nghị lực của người dân việt nam trong chuyến thăm lần này ông chân thành gửi lời nhắn nhủ tới các thành viên của đội tuyển paralympic việt nam dù bạn là ai hoàn thiện hay không hoàn thiện bạn đều có cơ hội tìm ra những khả năng tiềm ẩn vốn có và chiến thắng chính bản thân mình